Xin chào các bạn, mình là Trương Trà. Mình chuyên nhập các sản phẩm của Đức về Việt Nam, bao gồm các hàng gia dụng như nồi, chảo, các thiết bị điện ứng dụng cho gia đình như bếp từ, bếp hồng ngoại, robot phụ thông minh, máy giặt, máy rửa bát. Các sản phẩm tiêu dùng của Đức như hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vitamin, hàng đảm bảo chính hãng. Ngoài ra, mình có nhận tìm và nhập hàng theo yêu cầu riêng của từng khách hàng. Mình có nhập hàng về bán lẻ cũng như là bán buôn cho các khách chuyên cung cấp hàng sách tay của Đức. Anh chị, các bạn có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng về bán, xin vui lòng liên hệ chuyên trà hàng sách tay Đức hoặc liên hệ theo số Viber Zalo của mình bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.